Good morning Vietnam. Chị Vy đã mến chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất là vui nhộn, đó là trò chơi Operation Game. Đây là trò chơi phẫu thuật đây. Rồi bây giờ chúng ta hãy mở cái hàm này ra. Rồi đây là bệnh nhân của chúng ta đây. Rồi các bạn ơi, đi kèm bộ đồ chơi này là những cái vật nhỏ như là điện thoại nè, đồng hồ nè, rồi đủ thứ hết, sẽ được dính vào những cái lỗ này và chúng ta lát nữa dùng nhíp gấp ra nha. Rồi trước hết chị Bí Đỡ sẽ để pin vào đây. Rồi trong đây có một cây nhíp. Rồi chúng ta sẽ dùng cây nhíp này lấy những cái bộ phận ra. Ví dụ như cái tay bạn này có một cái điện thoại ở đây, chúng ta sẽ lấy ra làm sao mà mũi của bạn này không có phát ra đèn và không tạo ra tiếng kêu thì mới được. Còn nếu mà cái bạn này có lỗ mũi nó đỏ lên thì chúng ta phải đặt cái vật này vào đây lại ha. Rồi bây giờ chị Bí Đỡ gấp thử nha. Trong đây có một cái vật nhỏ trong đây. Wow. Oh no. Không được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt những cái vật nhỏ vào đây trước. Chúng ta có một chú chó ở đây. Đó, đây đặt vào đây. Rồi đây là biểu tượng, hình như là một cái thùng thì phải. Đúng rồi, bỏ vào đây. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh Good Morning Việt Nam để trở thành thành viên của Good Morning Việt Nam nhé. Rồi cái này giống biểu tượng ruột quá, giống cái chùm nho quá. Đúng rồi, chúng ta cho vào đây luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nha. Chị Bí Đỡ sẽ cố lấy cái vật ở gần phía lỗ tai bên đây, không biết có lấy được hay không. Rồi nha, bắt đầu nha. Đừng có đụng cái thành này, nó sẽ phát ra cái tiếng kêu đây. Wow, tiếng kêu này làm giật mình đấy. À! Trời ơi, giật mình luôn. Rồi làm đấy nha. Không được rồi, cái này nó ngang vào một bên rồi. Rồi bây giờ tiếp tục nha các bạn nha. Không biết có đụng hay không, đừng có đụng nha. Úp. Yeah. Được rồi. Rồi bây giờ đến ngay cái chỗ này, ngay cái chùm ruột ở đây. Úp. Trời ơi. Rồi, được rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ đến cái phần chỗ cái vai. Úp. Rồi, được rồi. Đây là hình một cái gương mặt cười. Rồi bây giờ đến cái phần ở trên đầu của bạn này đấy. Ô nữa. Rồi rớt lại rồi. Làm sao lấy ra đây, làm sao lấy ra đây. Wow, được rồi. Rồi bây giờ đến cái phần bụng của bạn này. Trong bụng bên này có một cái toilet đây. Wow, không biết cái gì trong đây. Úp, rớt lại rồi. Ow. Rồi. À. Rồi cái này rất khó lấy ra các bạn ơi. Oopsie. Lần này chị mới đỡ lấy ra được rồi. Đây là một cái toilet nhỏ xíu.
Rồi bây giờ đến cái phần cái tay của bạn này nha. Chị đã sẽ cố gắng lấy cái đồng hồ ra đây. Rồi sao lấy được đây? Wow. Sắp được. Được không? Không được. À, được rồi. Yay. Rồi, đây là một cái đồng hồ đeo tay nhỏ xíu. Rồi bây giờ đến cái phần chân của bạn này đây. Rồi, được rồi. Đây là một cái xô nhỏ. Rồi, bây giờ đến cái phần bàn chân của bạn này nha. Wow. Cái này khi mà nó đụng vào đây thì nó sẽ rung lên rất là lớn. Rồi được rồi. Đây là một chú chó. Rồi bây giờ đến cái bàn tay của bạn này đây. Ở trong đây có một cái gì đây? Oopsie. Không được rồi. Được rồi nhưng mà nó bị dính vào đây rồi. Làm sao đây? Không được rồi, lỗ mũi sáng rồi, chúng ta phải bỏ vào lại. Rồi làm lại nha. Úp. Rồi, được rồi các bạn ơi. Đây là một cái điện thoại di động đây. Rồi, vậy là chúng ta đã gấp ra tất cả các vật ở trong người cái bệnh nhân này rồi. Rồi, video trò chơi phẫu thuật của chị Bí Đỡ đến đây là hết rồi. Rồi nếu các em muốn chị Bí Đỡ tiếp tục làm video này thì hãy để lại comment và cho chị Bí Đỡ biết nha. Còn bây giờ chị Bí Đỡ mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.